Hello anh em, xin chào tất cả anh em quay lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây và lại là một video review nha. Ok, ORR đã 209. Nhân vật chính của video này không ai khác anh em là Lingardinho nha. Chú tể của tiếng cười nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại với bài review Lingardinho. Mình vừa lấy sáng nay anh em một con hàng free nha, một con hàng free 100% cho tất cả anh em nha. EA rất biết chiều lòng anh em cho đấng free nha, tất cả đều là free. Đây là quà cho tất cả anh em cài chai đều có thể nhận được nha. Ok, bây giờ mình sẽ xếp Lingardinho vào vị trí của Zidane anh em. Ok, thay Son Heung-min bằng Grealish, một bản hợp đồng mới vào sáng nay luôn nha anh em. Trận đầu tiên cũng là như vậy thôi. Trận đầu tiên mình sẽ chơi với sơ đồ là 3-4-1-2. Mình sẽ cùng test con hàng với 3 trận head to head nha, để cho anh em xem video và cảm nhận là con hàng nó có thật sự khỏe hay không, có thật sự chơi ấn tượng hay không nha anh em. Mình đây là cái đội hình cũng khá đẹp anh em. Đây chỉ bộ chỉ số của Lingard nha. Skill boost là long shot anh em. Đó, anh em nhìn cái bộ chỉ số nha. Cũng thật sự rất là mướt mắt luôn anh em. Cứa lòng thì là 140, sút xa cũng 140. Nhưng mà thể hình có 1m75 thôi nha anh em. Work rate đều là 22 và skill move là flip flap anh em. Ôi, skill move này cũng thật sự khó dùng. Quả thẻ của Lingard thì EA làm rất rất là đẹp luôn anh em, rất là ấn tượng nha. Ok, mình sẽ gắn vào cái logo top 100 Play of the Month này anh em. Ok, mình sẽ thay bộ đấu của MU nha, cho đúng cái khả năng của Lingard nha. Lingard thể hiện rất là hay trong màu áo của West Ham, nhưng mà về MU thì cũng chưa có nhiều đất diễn lắm anh em. Mùa này thì cũng chưa có nhiều đất diễn lắm vì Bruno Fernandes vẫn quá hay và quá đẳng cấp, chắc chắn là rất là khó có cơ hội cho Lingard thể hiện. Riêng ai trêu chọc chứ mình thấy Lingard thì thật sự có cái khả năng rất là đặc biệt anh em, chơi bóng rất là cảm xúc nha. Và vẫn nhớ như in cái pha bóp của Lingard trước đó. Ôi, đội bạn gặp cái đội, cái trận đầu tiên gặp cái bạn chơi full MU luôn anh em ạ. Ôi, bạn chào nhau một cái. Ok, mình vẫn bật attacking lên nha, vẫn bật mat attacking lên để cho cái đội tấn công tốt nhất nha. Đó anh em, Lingardinho trong trận đó anh em. Ôi, thể hình thật sự nhỏ, vì 1m74 thì thật sự là rất là bé trong game mà. Đây, một pha chuyền cho Lingard. Ôi, không được rồi, pha tranh chấp thì chắc chắn là không có lợi thế cho Lingard rồi anh em. Lingard vào trận rất là bé anh em ơi, bé tí á. Và đây, Lingard đang có bóng. Lingard xem nào. Ôi, một pha cứa đầu tiên của Lingard không thành công. Và tình huống 2 thì Benzema đã có mặt và dứt điểm nha anh em. Dứt điểm ban đầu. Ôi, Lingard thật sự bé anh em ơi, bé lắm. Vào game thật sự bé tí và không tranh chấp được nha. Cái quả đó mình thử cứa lòng của Lingard nhưng vẫn không thành công, dù là chỉ số cứa lòng của Lingard là 140 này, mát chỉ số nha. Ok, tiếp tục là tình huống bóng đang diễn ra là đội bạn đang tấn công nha, tấn công bên cánh phải. Ôi, đội bạn là full MU anh em, có Bruno Fernandes và hầu như đầy đủ các con hàng mà vẫn chưa có Lingard thì phải. Theo mình thấy thì vẫn chưa có Lingard. Đội bạn là fan MU nhưng vẫn chưa lấy về Lingard. Ok, đây là pha bóng của Lingard. Chuyền. Ôi, pha chuyền hỏng của Lingard anh em ạ. Đó, Lingard trong game thật sự bé nè, nhỏ lắm nha. Tướng rất là mỏng cơm nha, thể hình cực kỳ mỏng cơm. Để xem khả năng chơi của Lingard như thế nào, chứ riêng cái khoảng thể hình thì mình thấy không thật sự ưng ý. Ôi, Benzema rất là mượt anh em ơi. Ôi, một vụ pha xoay và dứt điểm rất là mượt của Benzema nha. Tỷ số 2-0 ngay phút 30 thôi anh em ơi. Một pha chuyền của Lukaku và pha xử lý rất là tinh tế của Benzema cũng lại là một điểm 10 nữa nha. quay lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay anh em. Mình sẽ ra một cái icon cho đội bạn tấn công mạnh hơn một chút nha, để cái trận đấu có thêm phần hấp dẫn nha. Ok, đội bạn đang tấn công. Đây là Pogba, không được rồi, không vượt qua được Van Dijk. Adama Traore. Ôi, chuyền cho Lingard. Mình sẽ cố gắng nhồi bóng thật nhiều cho Lingard thể hiện nha anh em, để anh em mình có một bài review Lingard tốt nhất nha, để cho Lingard thể hiện những cái khả năng của mình tốt nhất để anh em cảm nhận nha. Đang có bóng là Greenwood, không được rồi, pha xử lý không hay của bạn đội bạn. Grealish, Lingard, ôi Lingard không qua người được rồi.
Lingard đây rồi, Lingard. Ôi, Lingard không tốc độ anh em ơi. Quả đó Lingard xử lý không thật sự ấn tượng. Konate. Không được. Ok, kết thúc hiệp 1 rồi. Hiệp 1 kết thúc với hai bàn thắng của Benzema anh em ơi. Cả hai bàn thắng đều của Benzema. Grealish và Tân Binh. Tân Binh Grealish và Lingardinho. tiếng Việt hay gọi là Linh Gà nha. Nhiều anh em fan hay gọi là Linh Gà. Có, mình vẫn nhớ như in cái quả bóp từ phút với trận đá với đội đội nào đó cái ngoại hạng Anh á anh em, mà vào sân từ phút 80 hay 8 mấy đó mà quả truyền về bóp tim, thật sự không thể quên được. Lingard. Vẫn không thấy Lingard tấn công nhiều lắm anh em. Dù đã mình đặt ở vị trí rất là cao nha. Đây Lingard đang chạy. Mình đặt vị trí cam rất là cao trong sơ đồ 3-4-1-2 này thì vị trí này chủ yếu là công mạnh hơn nha. Ui, đội bạn đang tấn công. Konate không kịp rồi. Ui, một pha xử lý rất rất đẳng cấp của Bruno nè. Bruno cái thẻ này vẫn còn rất là đẳng cấp anh em. Thẻ này còn mình theo mình thấy thì ui, dứt điểm thật sự ngọt của Bruno Fernandes. Cái thẻ UTOT này, cái thẻ của Bruno rất là đẹp nha. Màu thẻ thì vàng mà màu áo đỏ lên rất là đẹp nha. Anh em MU thì chắc chắn ai cũng sở hữu một thẻ Bruno Fernandes rồi. Đây rồi, Lukaku kịp không? Còn một pha xử lý của Luxor nè. Lingard vẫn chưa thể hiện được gì nhiều nha. Mình thấy cái lên game thì Lingard thật sự bé nhỏ luôn anh em ơi. Đó, Lingard đang chạy lờ đờ giữa sân kìa nè. Thật sự bé nhỏ nha. Đang là tỷ số 2-1. Đang là tỷ số 2-1 cho chiến thắng dành cho mình. Nghiêng về 2-1 nha. Đây là phút thứ 74 rồi. Lukaku, Lingard, xem nào. Lingard. Không được rồi, phạm lỗi của Lingard đây nè. Đó nè, Lingard là con hàng đang chạy phía trên. Ôi. Greenwood pha này dứt điểm thật sự trống trải nè. Con Greenwood nó đứng chọn vị trí dứt điểm pha này thật sự trống trải nha. Greenwood, ui, hai điều rồi anh em ơi. Phút thứ 74, hai điều. Đội bạn đã gỡ về hai trái nha. Mình dẫn trước 2-0 và đội bạn gỡ về hai trái. Và Lingardinho vẫn chưa có nhiều đắc diện lắm nha. Ok, quả này mình double pass thử xem thế nào. Double pass mà Lingard vẫn chưa lao lên được anh em ơi. Đây rồi. Ui. Và sức mạnh thật sự dư thừa của Adama Traore. Không được rồi. Mình quả đó cố truyền cho Lingard nhưng mà không được anh em ạ. Không thành công rồi. Đội bạn đang có bóng. Luxor. Van Dijk không vượt qua được Van Dijk rồi. Konate. Lingard chuyền bóng cho Lukaku heo xem nào. Ui. Pha này hơi lắc một tí, chậm một tí. Lukaku pha đó xử lý chậm một tí. Quả đó mình muốn là ngoặt bóng lại và chuyền vượt tuyến cho Lingard nhưng mà không xử lý được. Quả đó xử lý khá chậm. Và trận đấu cũng kết thúc với tỷ số 2 đều nha. Trận đầu tiên thì Lingard không để lại nhiều ấn tượng nha anh em. Theo mình thấy thì con hàng rất là bé. Vào game rất là bé, thể hình không thể nào tranh chấp được rồi. Những con hàng mà trên 1m8 thì và sức mạnh của Lingard thì chỉ có 87 thôi nha anh em. Cái strength của nó chỉ có 87 thôi. Mình thấy là con hàng này thật sự nếu mà đá thì không ngon đâu, vì cái thể hình của nó nè và cái sức mạnh của nó rất yếu nha. Ok, trận này mình sẽ xếp sơ đồ với 4-5-1 với cặp với Zidane nha. Zidane, Beckham và Gullit và đá cấm là Benzema để hỗ trợ hết công năng cho Lingard thể hiện nha. Trận đấu thứ hai, trận thứ hai mình review Lingard để xem thử là khả năng đá với sơ đồ này thì Lingard thể hiện như thế nào nha anh em. Nhiều anh em, rất rất nhiều anh em quan tâm tới con hàng này. Không biết là vì tiếng cười hay là vì trêu chọc hay là vì như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà rất nhiều anh em quan tâm nha. Anh em nào mà xem tới đây mà vẫn chưa đăng ký kênh và chưa ủng hộ mình thì nhớ ấn đăng ký nha. Ok, đội bạn với over 152. Có nhiều anh em comment là ôi, xem anh em, xem anh bữa giờ nhưng mà toàn xem chùa vẫn chưa đăng ký. Đọc được comment của nhiều bạn thật sự rất là vui nha. Và tất cả comment mình đều đọc được hết nha. Và anh em chú ý là cái video về cái buổi quà tặng á, là mình vẫn đang theo dõi những cái comment có nhiều lượt thích nhất nha. Nên anh em
Anh em nào muốn thử vận may của mình và có những câu nói ấn tượng để cho nhận được nhiều lượt like thì cố gắng nha. Ôi, một pha soạt rất là hay của Vandai này. Cố gắng comment tương tác và để nhận được một phần Starbucks nha. Starbucks 14 nè anh em. Cũng rất là ngon nha. Một phần Starbucks cũng rất là nhiều quà, nhiều phần thưởng nè. Trong đó có 1.000 FIFA Ball. Ôi, một pha xử lý rất là hay của Beckham. Xem nào. Ôi, pha cứa của Beckham thật sự đi không hiểm lắm. Và GK đã đẩy được. Anh em chú ý nha, anh em chú ý cái quà tặng Starbucks nha. Sẽ có 3 gói tặng cho anh em. Và mình công bố vào 8 giờ tối nha. 8 giờ tối ngày 4 tháng 11 nha anh em. Ngày 4 tháng 11 cũng sắp tới rồi. Nên anh em chú ý cái video đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Ok, quay lại với trận đấu của mình thôi nào. Để Lingard có thể hiện được gì không. Đây là Beckham. Xoay, qua được rồi. Qua được người rồi. Benzema Hell. Benzema Hell vẫn rất là chi mừng. Ui, ui, lại là Benzema và chỉ có Benzema thôi. ST hiện tại top ST là Benzema rồi anh em ơi. Xử lý rất là khủng khiếp. Anh em xem quả này nha. Đó, hậu vệ đã xoạc rồi, đã càng lướt rồi nhưng mà vẫn không phá được bóng trong chân của Benzema nè. Đây, mình cố gắng tìm Lingard. Và nó đang cầm bóng. Đây Lingard anh em ơi. Cầm bóng và cố gắng tìm Lingard nhanh nhất có thể. Lingard đá rất là sâu rồi không có dâng lên pha này rồi. Ui, pha heo và xử lý cú bóng rất là hay của Benzema này. Đó anh em, Lingard kìa, thật sự bé nhỏ luôn. Nhìn bé tí á, như cậu bé vậy. Như một cậu bé trong game vậy nè. Ok, tiếp tục nào. Đội bạn vẫn đang tấn công. Đội bạn có Danny James nè. Ui, Lingard chạy rất là sâu nha. Lingard đang chạy rất là sâu, thủ cánh cho Adama Traore vì còn Adama Traore đã dâng lên rồi nè. Ôi, một pha đánh đầu rất là hay của Martinez nha. Còn Martinez nó anh em xem lại pha này nha. Nó lẻn ra phía sau rất là hay nè. Đó, nó kiểu đấy, nó lẻn ra phía sau của Virgil van Dijk rất là hay nè. Còn Martinez đó cũng rất là khôn nha. Đây một pha double pass cho Lingard, xem Lingard có chạy không. Ôi, một pha xử lý chậm, lỗi nhịp của Gullit rồi. Ôi, sorry. Pha đó không xử lý tốt lắm nha. Ôi, đội bạn đang có bóng. Không được rồi. Pha đó double pass rồi và Lingard mình đã thấy chạy lên rồi nhưng mà Gullit lại xử lý hơi chậm anh em. Pha đó hơi lắc một tí. Hiệp 1 cũng đã kết thúc với tỷ số 1 đều. Cavahan lên hình rất là ngầu anh em. Áo dài tay và râu ria rất là rậm rạp. Không biết ở đây có anh em nào đang xem mà chơi Cavahan hay không. Còn anh em Real Madrid thì chắc chắn sẽ dùng Cavahan rồi. Cavahan hoặc là con gì của đội tuyển Mỹ đó nè. Con những con hàng Starbucks 105 á. Đây, Adama Traore. Lingard thật sự không có tranh chấp tốt đâu anh em ạ. Pha chuyển theo bài cho Adama Traore lao lên nhưng mà chưa kịp. Ui, Lingard lại bọc vào vị trí của Adama Traore. Ui, đội bạn chuyền. Không được rồi. Một pha cú sút không thật sự hiểm của đội bạn này. Đâu rồi, Lingard đâu rồi? Lingard. Ôi, Lingard tuốt ở dưới này anh em ơi, rất là xả. Ôi. Và xoay bị fail của Lingard luôn. Rất là nhỏ anh em ơi, thể hình mình nói lại là thể hình của Lingard rất là nhỏ nha. Anh em chơi fun chơi vui thì được chứ con hàng thật sự mình không recommend anh em chơi nhiều đâu. Rất là yếu nè. Ngay cả yếu tranh chấp, yếu sút mình chưa thấy được gì nhiều. Và thể hình thì rất là nhỏ nha. Anh em fan MU thôi. Mà fan MU thì chắc chắn là cũng như ngoài đời thôi. Chắc Lingard không có vị trí so với Bruno đâu. Ngoài cái over nó cao anh em. Over 104. Over sẵn 104. Và có cái mức ran là 12 luôn. Dành cho những anh em chơi vui thôi. Chứ mình thấy con Lingard này thật sự không ấn tượng nha. Đá cũng không thật sự hay. Ui, một pha tấn công. Ui, may là việt vị anh em ạ. Pha đó đội bạn tấn công quá dồn dập. Xử lý pha xử lý hỏng của Adama Traore trước đó. Lingard. Đây, Lingard chuyền double pass. Chạy xem nào, Lingard. Đây rồi, Lingard đang rất là trống. Xem nào, Lingard. Ui. Một pha xử lý rất là fail của Lingard anh em ạ. Rất là trống trải rồi mà bóng đến lại không xử lý được pha đó. Ui, mình nghĩ pha đó chắc chắn là phải có bàn thắng cho Lingard đây nè. Rất là trống trải và tình huống bóng rất là tốt rồi. Nhưng không có bàn thắng.
Và cầm bóng cũng không được luôn, chưa nói tới gì là xử lý anh em, đỡ bóng không xong, bắt bóng không dính luôn. Ok, một trận đấu thứ hai khá nhạt nhòa của Lingard anh em ơi. Thấy con hàng vào trận trong game thì không ấn tượng lắm, không song sáo, thể hình thì không ấn tượng, tất cả mọi thứ đều không ấn tượng nha. Ok, bây giờ mình sẽ đá luôn một trận thứ ba nha. Mình sẽ xếp cái sơ đồ thứ ba để cho Lingard thể hiện được nhiều hơn. Trận này mình sẽ đá với 3 cam anh em ạ. Đá với sơ đồ là 3 cam là 4-2-3-1 các bạn. Ok, để xem. Ok, đây rồi. 4-2-3-1 Narao anh em. Là sơ đồ này sẽ có 3 cam nha. Mình sẽ dùng Zidane. Mình sẽ cho cái cam vị trí này, mình sẽ để Grealish luôn anh em. Và cho Lingard đá giữa nha, đá trung tâm, đá cao nhất để xem Lingard thể hiện được hay không. Ok, mình cũng mở được con Danilo này cho nó thử luôn anh em, cho nó vào một trận luôn. Konate và Hidiro sẽ đá cặp hậu vệ nha. Danilo 108, mình xem con hàng này có được hay không. Con hàng này thì thể hình nó cũng nhỏ anh em, 1m78 này phải, nếu mình nhớ không nhầm. Ok, trận thứ 3, bài review Lingard, chúa tể của những tiếng cười nha. Mình biết chắc chắn là khi mình thấy sơ qua cái bộ chỉ số của con hàng ấy, thì mình nghĩ là vào game nó sẽ không ngon. Và đúng như cái dự đoán của mình là nó đá thật sự không cháy lắm nha này. Chỉ có quả thẻ thì đẹp thôi, còn lại tất cả không được chim ưng cho lắm. Ok, đội bạn tấn công với Zaha, Dybala và Ringwood. Để xem trận này Lingard sẽ như thế nào nha. Cái icon Halloween chắc hết hôm nay là phải thay đi rồi, vì đã hết Halloween rồi nè. Double pass cho Lingard. Ôi, Lingard không chịu chạy anh em ạ. Mình đã double pass rồi mà kiểu Lingard nó không có lao lên trên, nó cứ chạy là tà chứ không có kiểu double pass mà nó chạy như những con hàng khác anh em. Đó là pha bóng vừa rồi mình để ý nha. Đây, Konate chuyền về nào. Yassin. Cố gắng nhồi bóng cho Lingard thật nhiều để Lingard thể hiện nha. Lingard. Đây là Lingard đó, cái skill move của Lingard đó anh em là flip flap đó, rất là khó sử dụng nha. Rất là khó sử dụng và rất dễ bị mất bóng nha. Tiếp tục là đội bạn. Đội bạn đang dùng bộ đấu của Real Madrid, màu trắng rất là hoàng gia nha anh em. Thôi không vượt qua được Konate rồi. Konate nó càng lướt và nó lắng và nó tì đè rất là tốt rồi nè. David Beckham. Ôi. Một pha Zaha định qua người nhưng mà không thành công nha. Đang đứng trước bóng, đang có quả đá phạt, để xem đội bạn thể hiện như thế nào. Rất là xa nè, quả phạt này thì rất là xa, rất là khó có bàn thắng. Ôi, một pha góc rồi. Đội bạn sút trúng rào hoặc đã có một pha góc nha. Cố gắng thủ góc để không bị lủng vào giờ phút này. Ôi, không được. Thủ góc không được với con Konate này anh em ơi. Konate 107 vẫn là nỗi khiếp sợ của những tình huống phạt góc anh em. Vẫn như vậy, vẫn là nỗi khiếp sợ. Có trận nào đó mình đá mấy trận trước, hình như có trận nào đó con Konate này ghi cả 4 bàn thắng bằng phạt góc thôi đó anh em. Chỉ phạt góc là có bàn thắng. Trận hôm qua hôm kia gì đó. Anh em nào có xem clip đó thì để lại comment nha, có phải là trận đó quá ấn tượng của Konate hay không. Ok, tiếp tục là pha tấn công của đội bạn. Đội bạn vẫn đang tấn công rất là khủng khiếp nha, dù đang dẫn 1-0 rồi. Ui, một pha sút rất là khủng khiếp và Yassin đẩy được quả bóng đó anh em. Khả năng chơi bóng của Yassin quá tuyệt vời luôn nha. Đây rồi. Ui, đội bạn lại có pha đánh đầu. May tình huống cản phá đó là của Gullit, vì thể hình Gullit nó cao anh em, nó đánh đầu phá bóng được. Ui, đội bạn là kiểu như spam góc rồi anh em. Sút xa để cố gắng kiếm góc. Ok, thủ xem nào. Đừng bị bàn nữa nha. Ok, đây rồi. Release không được, không được, không được, không được. Ok, bóng đã nằm gọn trong tay Yassin anh em. Và trận này là Lingard đâu? Lingard đang ở đâu và đang làm gì? Lingard đó nè, Lingard đang ở chạy lên tay giữa sân kìa nè. Đây, Benzema, heo nè. Ôi, heo không vượt qua được. Lingardinho. Ui, đội bạn tấn công khủng khiếp vậy. Ui. May là việc vị không thôi, quả đó thua rồi anh em ơi. Quả đó thấy rõ là thua rồi. Mà may là cầu thủ đội bạn đã việc vị trước đó nha.
Ok, kết thúc hiệp 1 với một bàn thua. Một bàn thua. Và Lingard vẫn vẫn chưa thể hiện được gì nhiều anh em ạ. Vẫn rất là mờ nhạt nha. Để xem hiệp 2, một trận đấu cuối cùng, phần head to head của Lingard nha. Xem Lingard sẽ làm được gì hay không nha. Đội bạn đang tấn công với Dybala rất là khủng khiếp. Con Zaha này đang rất là được nhiều người dùng anh em. Con Zaha mà LW á. Con hàng này khả năng đang rất là ngon nha. Mà vì nó hàng cũ cho nên mình vẫn không có thời gian để làm review về nó. Nhưng mà mấy trận gần đây mình đá thì mình thấy rất là nhiều người dùng Zaha nha. Zaha kiểu rất là ngon á, mượt á, chơi rất là mượt, tấn công rất là bén nha. Đây là Bernardo Silva. Ôi đội hạng, đội bạn đá như có Lampard nữa thì phải. Ôi, Gullit đã lấy được bóng rồi. Ôi, đây là Grealish. Ôi, khả năng skill move của Grealish là một cái điểm hạn chế nha. Cũng là skill move flip flap thôi. Đây, mình sẽ cố gắng nhồi bóng cho Lingard đây nè. Ôi, đây rồi. Chủ thể của chúng ta, đây rồi. Ôi, xử lý thế nào đây? Cứa xem nào. Ôi. Bàn thắng ra mắt nha. Bàn thắng ra mắt sau 2 trận nha. Trận thứ 3 mới có bàn thắng ra mắt của Lingard. Đó anh em thấy Lingard vào game không? Bé tí à, như một cậu bé vậy. Thể hình rất là nhỏ nha. Ok, một pha cứa cũng không đến nổi. Một pha cứa mà chỉ số cứa của Lingard là 140 mà nè. Quả đó cứa thì cũng thật sự đẹp. Mà như quả đó mình thấy đội bạn cũng không có ập vào thủ rác cho lắm nha. Thế nên dễ hiểu là cũng có pha cứa, cũng kiểu như là tình huống bóng cũng khá dễ cho Lingard. Ok, đó là một pha cứa và một bàn thắng ra mắt sau 3 trận của Lingardinho. Để xem 20 phút cuối Lingard còn được bàn thắng nào hay không. Tỷ số vẫn đang là một điều. Đó anh em, con Zaha đó anh em, mình đang nói về con Zaha. Ui. Ui. Con Zaha này thật sự rất là khó ngã nha anh em. Cái chỉ số thăng bằng của nó cao hay sao đó, nhưng mà nó đá rất là khó ngã và tốc độ rất là khủng nha. Anh em nên chú ý con Zaha nếu cần vị trí LW. Ui, một pha xử lý rất là phiêu lưu của đội mình. Đây rồi, Zidane, tốc độ nào. Xem nào, Lingard có nhào lên hay không? Lingard đâu rồi? Ui, không thấy Lingard, không thấy ai cả. Ok, một pha chuyền bóng phiêu linh của Zidane luôn. Nhắm vào Benzema nhưng không thành công lắm. Và đang là phút 87 rồi, chắc chắn trận này lại không có bàn thắng rồi. Chắc chắn là tỷ số là một điều cho trận này rồi anh em ạ. Ok, 3 trận và một bàn thắng. Theo mình đánh giá thì con Lingardinho này chỉ chơi fun thôi anh em ạ. Kiểu chơi vui và chơi trải nghiệm cho biết thôi. Chứ con hàng vào team chính thì chắc chắn là không có vị trí rồi. Không có xuất vào team chính rồi anh em. Quả thẻ thì rất là đẹp. Tất cả mọi thứ đều rất là đẹp nhưng mà chơi không thật sự hay lắm nha. Ok. Trận này đã kết thúc với tỷ số một điều rồi. Phút 90 rồi. Ui, ok, trận đấu kết thúc rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ quay ra và mình ship luôn cho Lingard một trận vé tắt nữa nha nè. Cố gắng thêm bonus thêm cho Lingard một trận vé tắt nữa. Để xem em ấy có khả năng thể hiện vé tắt tốt hay không nha. Khi mà con hàng như mình đã nói rồi đó, khi mà con hàng mà nó chơi hay ở khả năng vé tắt và mà đá đúng vị trí á, thì nó sẽ có rất là nhiều bóng nha. Nhiều bóng và nhiều cơ hội. Để xem trận này mình sẽ xếp sơ đồ 3-4-1-2 nè. Và thay Lingardinho vào vị trí của Zidane nè, vị trí thường ngày của Zidane á. Để xem Lingard có nhiều tình huống bóng hay không nha. Ok, đây rồi, 209 và mình thay Lingard vào là còn 207 nè. Đó nè, mình thay quả thẻ Lingardinho vào vị trí, đúng vị trí sở trường của Zidane. Và vị trí này rất thường hay có bóng nha. Những trận vé tắt của mình đã thường rất là có nhiều bàn thắng. Để xem Lingardinho thể hiện thế nào trong cái chế độ vé tắt nha anh em. Mình đang ở mức trang 1.365 anh em. Xem Lingard có thể hiện được mình hay không. Xem đội bạn như thế nào đây. Đội bạn tấn công với bộ ba của Manchester City và dưới là Brighton không vậy. Ui. Nhưng mà đội hình của mình vẫn là hơn Over anh em. 207 và gặp 204. Ok. Đây là cái trận đấu để test Lingard. Đây Lingard đã có mặt trên sân. Rất là nhỏ thôi. Những cái quả phạt đầu tiên của David Beckham. Ui.
rất là công nha, công vuốt luôn. Phá bóng của Lukaku vào chân của Gullit. Vẫn chưa thấy tình huống bóng của Lingard nha nè. Đây là Grealish. Sút nào. Sút rất là ngọt của Grealish đây nè. Vẫn chưa thấy Lingard. Work rate của con này cũng rất là cao, nhưng mà mình vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Lingard nha anh em. Ôi Lingard đó kìa. Nhưng mà thật sự. Ôi. Pha dứt điểm trước đó của Lingard thì bằng đầu, và phải là qua hai pha xử lý thì mới có bàn thắng cho Lingard đây nè. Lingard không xuất hiện được nhiều lắm nha. Đây rồi, Benzema. Mình không thấy hình bóng của Lingard nhiều lắm anh em. Pha đẩy rất là tốt của GK đội bạn. Lingard không thấy được Lingard anh em ơi. Lingard hình như đứng rất là sâu đó anh em, từ giữa sân mới thấy được Lingard nha. Ui. Đây rồi, Lingard. Lingard, Lingard quyết định chuyền cho Adama. Pha cứu của Adama Traore cũng rất là ok này. Không xuất hiện nhiều lắm trong những tình huống vế tắc nha. Dù đội mình đang có cái mức over cao hơn là những cơ hội sẽ nhiều hơn ấy, nhưng mà vẫn không thấy Lingard xuất hiện nhiều nha này. Lukaku. Ok, mình sẽ cố gắng xoay và tìm thử Lingard đang ở đâu nha. Ôi, đó anh em, Lingard mới chạy lừ từ lên. Ok, đó là cũng là một trận test vế tắc cho anh em xem cái khả năng tấn công của Lingard nha. Ok, mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha anh em. Anh em xem và tự đánh giá cho Lingard chơi như thế nào. Còn riêng mình thì mình như mình đã nói rồi, con hàng thật sự không ấn tượng, không để lại nhiều pha tấn công đẹp mắt lắm nha anh em. Chỉ có một bàn thắng duy nhất là quả cứa lòng đó thôi. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video tới đây nha. Và cái vấn đề về cái ạc Phan Minh Phúc á, thì mình vẫn đang đợi nha. Vẫn đang đợi một bạn nào đó thật sự chứng minh được là uy tín và cần chơi game để trải nghiệm á, thì liên lạc với mình nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em và hẹn anh em một video mới nhất nha. Chắc là hôm nay sẽ là đến Francisco Trincao anh em. Ok, hẹn gặp lại tất cả anh em trong tối hôm nay nha. Bây giờ cái video này mình xin kết thúc và chào anh em.